cầm 10.000 trong tay, quý vị sẽ ăn gì ở trung tâm Sài Gòn? Trung tâm cùng nhất, bánh bao, bánh giò hay là bánh mì? Riêng bánh bao, bánh giò thì Phú Thảo không biết, tại vì đa số tất cả các cửa hàng ở trung tâm quận nhất đều bán với giá trên 12.000 rồi. Nhưng mà riêng bánh mì thì Phú Thảo mới biết ạ. Nghe đến đây chắc nhiều khán giả cũng nghĩ rằng nếu mà chịu khó tìm thì cũng có, nhưng mà ổ bánh mì 10k thì chắc chắn sẽ không ngon, không đủ topping. Quý vị không thể tin được đâu, hôm nay Phú Thảo sẽ chia sẻ quý vị một cửa tiệm sạch sẽ, sáng sủa, đàng hoàng, nhưng đầy đủ các loại pate, rau, dưa leo, thịt, chả đầy đủ. Và hơn nữa là cửa tiệm này nằm ngay mặt tiền trung tâm quận 1. Nếu mà quý vị không tin thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo chân Phú Thảo thôi. Hi, xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng hôm nay nha. Sáng nay Phú Thảo đang có mặt tại quận 1 quý vị ơi. Ở đây là đường Bùi Thị Xuân, ngay góc Bùi Thị Xuân với lại Lương Hữu Khánh, thuộc quận 1. Đối diện ở bên đây nè quý vị, có quán bánh mì thịt, giá chỉ có 10k thôi, 77A Bùi Thị Xuân. Đi bây giờ mình qua mình xem thử một ổ bánh mì 10.000 như thế nào nha quý vị. Nghe 10.000 là biết rẻ đó, nhưng mà không biết là như thế nào. Thì bây giờ xin mời quý vị cùng với Phú Thảo đi qua mua một ổ dùng thử cũng như là xem quán bán. Đi thôi, let's go. Đây quý vị ơi, nãy giờ Phú Thảo thấy khách mua đông quá trời đông luôn. Đi vào hỏi xem quán bán. Ở trong đây Phú Thảo thấy đông anh chị bán nha. Dạ con chào chị. Ngoài bánh mì ra mình còn có bánh giò nữa gì? Bánh giò này mình bán sao vậy chị? 15.000 cái hả? Có bánh giò, bánh bao nữa nè, quá trời luôn. Dạ. Con vào đây con quay bánh mì chút xíu nha chị. Dạ. Ủa gì? Quán mình hệ thống như vậy là ngoài chi nhánh này ra là còn có nhiều chi nhánh khác nữa hả chị? Chị có nhớ địa chỉ không gì? Hai em. Ngoài cái chi nhánh mình đi ra còn có chi nhánh nào khác không? Dạ, ngoài chi nhánh mình đi ra thì còn có một cái ở số 1 Hồ Bá Kiện, với lại nếu mà buổi sáng thì mình có ở 811 Hoàng Sa. Như vậy là ba chi nhánh rồi. Dạ đúng rồi. Chắc hiện tại trong tương lai mình dự định mở nhiều thêm nữa đúng không? Dạ, trong tương lai thì nếu mà với số lượng mà khách tiếp cận nhiều, nhiều người ủng hộ thì em sẽ mở hơn để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tại vì anh nghe bánh mì 10.000 mở cùng nhất á, là anh thấy rẻ rồi đó. Nhưng mà chưa biết như thế nào. Tí nữa có gì em làm cho anh một ổ bánh mì 10.000 hả? Dạ rồi anh. Ở đây thì thời gian mình mở sao em? Dạ thời gian hiện tại là em đang mở từ 5:30 sáng, buổi tối là tới 8:30 tối, đến khi nào hết bánh em nghỉ. Mở nguyên ngày luôn. Dạ đúng rồi. Đây mình mở được lâu chưa? Dạ em mở đến nay cũng gần được 1 năm rồi. Được 1 năm rồi. Dạ. Bây giờ anh quay ở trong này được chưa? Dạ. Cảm ơn em nha. Đây xin mời quý vị cùng vào xem chị bán bánh mì nè. Ở trên đây Phú Thảo thấy gọn gàng sạch sẽ quá trời luôn quý vị ơi. Có chả nè, chả lụa quý vị. Dạ, chả lụa, cái đỏ đỏ là chả gì em quên chị nha. Cái này là dâm bông. À dâm bông. Rồi đồ chua, dạ. Dưa leo. Còn ở trên là thịt luộc. Như trên đây thì mình bán 20-30 rồi. Dạ. Như đây là mình bán 10. Pate hả? Pate bơ ạ. Dạ. Dạ chị làm cho em ổ 10.000 đi chị hả? Dạ rồi. Xem chị làm ổ 10.000 nha quý vị. Ui. Ủa mọi người mà nhiều thịt nhiều chả ghê chứ. Thì nó cứ đầy đủ như vậy thôi. Dạ. Còn ngoài đây em thấy là hình như có ổ 20-30 nữa hả chị? Dạ đúng rồi, cái đó là là size tùy... bự hơn hay sao chị? Nó vẫn như vậy nhưng mà tùy người ăn, họ thích nhiều hơn thì mình bỏ nhiều hơn. Dạ. Cái này là 10 nhiều ớt không dưa leo nè. Tính ra ở quận 1 mà mình bán 10.000 như vậy có quá rẻ không chị? Thì mình bán chủ yếu mình lấy số lượng. Dạ yeah, đúng không chị? Lời ít thôi. Dạ yeah. Chứ ở trung tâm quận 1 có bị tiền thuê mặt bằng cao lắm. Có lại thôi, sáng rồi em nói là chủ yếu bán cho học sinh.
linh với lại công nhân là nhiều. Dạ, đó là thường thì cái giá đó công nhân là nhiều. Đúng rồi. Giờ bên em bán chủ yếu là cho các rất học, là nhiều bạn học sinh, sinh viên rồi. Tại vì nếu mà bộ bánh mì lớn quá thì có thể mọi người ăn không hết, nhưng mà bộ mùa thì mọi người ăn cảm thấy là đủ no. Như vậy thì các bạn học sinh sinh viên nào ở gần đây ha, thì lại 77A đường Bùi Thị Xuân, quận 1. Ở đây cũng gần bệnh viện Từ Dũ, quý vị, ngay góc đường ngã ba đường Cống Quỳnh đó. Và lại Bùi Thị Xuân, quý vị đi lại đây chút xíu thôi. 10.000 giá quá bình dân luôn. Bánh mì là còn nóng giòn luôn nè. Dạ, bánh mì là cứ lên đều đều vậy, dạ. Lúc nào cũng nóng. Ngoài chi nhánh ở đây ra, nếu mà quý vị không đến đây được á, thì quý vị có thể đến những hai chi nhánh khác nha. Có gì cô ta sẽ ghi địa chỉ ở trên màn hình để quý vị có thể tiện theo dõi. Ở đây mình có app không chị? Dạ có, chị có cho Shopee Food với lại Grab. À, Shopee Food với Grab. Em có 30 đầy đủ, shipper thì chắc shipper. Đó, ví dụ như quý vị có điều kiện á, thì quý vị ăn ổ 20, 30 nha. Bây giờ chị sẽ làm ổ 30 nè. Ồ, 30 quá nhiều luôn quý vị. Ai mạnh mới ăn hết nha. Tại đây có nhiều anh chị bán á, nên quý vị đến chỉ chờ một chút xíu thôi. Tôi đang nghĩ chưa đến 3 phút nữa là có ổ bánh mì rồi. Ở ngoài đây thì có em trai đứng hỏi khách, rồi sau đó nói chị ở trong đây làm, thì làm rồi đưa ra cho em giao lại cho khách. Ở đây quán có thương hiệu nha quý vị, có áo quần đồng phục, gọn gàng sạch sẽ. Cô ta nghỉ ở quận 1 quý vị, trung tâm quận 1 á. Đây là một trong những nơi bán bánh mì có thể là rẻ nhất của quận 1 quý vị. Đây nha quý vị, ngoài bánh mì ra thì còn quá trời món luôn. Quý vị có thể tham khảo ở trên đây nha. Ủa, hiện tại là mấy cái bánh dày này mình đã bán chưa? Dạ, này là bán bánh dày. Có bán luôn đúng không? Hiện tại là đang bán đúng không? Hiện tại là em có món xôi khúc thôi, còn lại hiện tại là em có đủ. À. Dạ. 10 con tôm pate. Còn lại là có đủ hết. Mỗi 10 đủ. 10 con tôm pate. Cô ta vừa mới mua hai ổ bánh mì nè. Ổ 10.000, ổ 20. Để cô ta xem thử có gì khác biệt nhiều không quý vị. Đây xem thử ổ này. Ổ này là ổ 10 hay ổ 20, nhìn bề ngoài thì không biết nha. Mở ra mới biết nè. Ui chà. Đó. Ổ này là 10.000 nha quý vị, 10.000 nè. Quý vị xem cần cạnh ổ bánh mì ha. Cần cạnh ổ bánh mì 10.000 nè. Tại vì sao mà Phu Tha nhìn vào Phu Tha biết ổ 10.000 quý vị? Là tại vì có đầy đủ hết, nhưng mà cái miếng chà, miếng thịt đó là được cắt nhỏ. Còn bây giờ Phu Tha sẽ lấy ổ bánh mì 20 cho quý vị xem. Còn đây là 20 nè quý vị. Quý vị thấy 20 không? 20 thì chà á, chà với thịt đó quý vị. Nó bự hơn nè. Nhưng mà theo Phu Tha nghĩ á, quý vị nào mà mình không có điều kiện á, mình mua ổ 10.000 như vậy là ăn được rồi, no đủ ấm bụng rồi quý vị. Mấy vị dùng nha. Ổ bánh mì còn nóng giòn.
bóp cái mà nó rụp rụp luôn à. Trời ơi, cái vị pate á, đó là cái vị bơ á, nó thơm, nó béo. Xuất sắc luôn. Ăn chưa đến thịt nha. Chỉ mấy pate với lại thịt, à mấy pate với lại bơ đó. Mà nó ngon. Bánh mì ở đây quý vị, nó không phải là bánh mì đặc ruột, nhưng mà nó cũng không có quá mỏng giống như những bánh mì khác quý vị. Nó vẫn có cái đồ dày á, vừa phải để mình ăn, mình cảm nhận được là có bánh mì. Có nhiều nha đó. Cái vỏ này á, nó mỏng tanh à, ăn nó không đà, không ngon. Còn đây mặc dù 10.000, ổ bánh mì này là xài chung cho tất cả các loại luôn. 20-30 cũng đều xài cái ổ bánh mì này. 20-30 thì chỉ có là thêm nhiều thịt, nhiều chả thêm thôi, chứ không khác gì đó. Ngon. Hương vị rồi y chang. Quý vị thấy ở trong không? Cầm cái ổ bánh mì ăn nó sạch sẽ các bạn, là mình cảm nhận được liền à. Thấy bữa nay vừa ăn vừa nói chuyện không bạn, quên ăn giấy luôn. Cái thịt nó béo ghê quý vị ơi, thịt nó mờ mờ béo lắm. Càng ăn vào giữa nó mới càng có đầy đủ rau, dưa, thịt chả, bơ, pate, nó hòa quyện lại với bánh mì quý vị. Ăn ngon nhất nách luôn. Ngon. Phú Tam ở gần đây á, chắc ngày nào Phú Tam cũng ăn bánh mì này quá. Tạm dừng ở đây nha quý vị. Nhìn trong thì 10.000 đó, mà ở quận nhất. Có thể đây là một trong những tiệm bánh mì mà Phú Tam nghĩ là rẻ nhất cái quận nhất này luôn á. Mình không có điều kiện, mình ăn một ổ bánh mì như vậy 10.000 buổi sáng đủ ấm đủ no để có thể làm việc đến trưa. Phú Tam nghĩ ok quý vị, ngon sạch sẽ. Các cái bơ pate này nè, nó béo thơm lắm. Ok quý vị ạ. Bye và hẹn gặp lại quý vị nha. Quý vị đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho Vina TV. Mỗi lượt share, mỗi lượt like của quý vị là niềm động lực, niềm hạnh phúc để cho Phú Tha có thêm nhiều động lực làm thêm những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.